Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 1 tháng 11 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo kèn cô chú anh chị này. Hàng 100% thân tơ và hiện tại thì cây đã xuống lá hoàn toàn rồi. Và những cây hoàng thảo kèn này ở những cái nơi ấm áp là chắc chắn cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa rất là sớm luôn. Hiện tại là mắt nụ của nó đã bắt đầu là chồi, chuẩn bị là chồi ra khỏi thân rồi này cô chú anh chị này. Nên là 1 tháng, 2 tháng nữa thôi là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa rất là đẹp luôn đây. Em thấy là có những cây đã bắt đầu là cây này như là nụ của nó đã bắt đầu sưng sưng lên khá là rõ rồi cô chú anh chị này. Hoàng thảo kèn thì ở những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết, hàng bây giờ đã xuống hết lá rồi và đảm bảo cô chú anh chị là có một mùa hoa kèn thật là xinh đẹp, cũng như là có cơ hội chăm mầm gốc từ cái thời điểm mà cây đang bắt đầu là nhú mầm đầu tiên nhất cô chú anh chị nhé. Và đây cũng là cái cơ hội để cô chú anh chị có thể kép thuần những cây cò kèn, gọi là cái tỷ lệ có thể đạt đến là cao nhất ạ. Em bán với giá là 500.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg. Hàng này là 100% thân tơ nên là với 0,2 kg cô chú anh chị cũng được những giò kèn rất là đẹp, rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Đấy, 100.000 thôi là cô chú anh chị có những cần hoa kèn tím liệm để chơi rồi nhá. Và sang bên này đây ạ, là em có cái dòng dáng hương tam bảo sắc này, dòng dáng hương tam bảo sắc ạ. Với hàng bản lá xếp to mật mập và cây khá là lớn, khỏe đẹp như thế này. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc này thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây ạ, là những cây dáng hương đuôi chồm vừa tầm ghép xinh đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, xanh mướt luôn ạ. Em bán dáng hương đuôi chồn với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây thì em có 2 cái lô quế tím của ngày hôm nay này cô chú anh chị. Mỗi một lô quế tím như vậy là đủ cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp rồi. Và em bán một lô như vậy với giá chỉ có 40.000 thôi ạ. Sang bên này đây ạ, là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp. Cái dòng lan mà có sức sống cực kỳ là mãnh liệt luôn này, với những chùm hoa vàng rực rỡ ạ. Hoàng lạp em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan quế lan hương, hay còn gọi là quế trắng tháng 8, hàng về xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Cái dòng được coi là đệ nhất hương ạ, nở hoa vào thời điểm tháng 8, vô cùng là thơm ạ. Quế lan hương em xin phép được bán 280.000 cho 1 kg nhé. Với 1 kg cô chú anh chị làm một cái giò thơm nức mũi cho cái bộ sưu tập cây lan của vườn nhà mình luôn đấy ạ. Và sang bên này đây là em có những cái cây. Bên này sẽ là dòng lan nhất điểm hồng này, cái dòng hàng hoa trắng nuột không tì vết luôn. Giá em bán là 120.000 cho 1 kg. Và cái họng này thì cái hàng này thì hoa trắng và cái họng hồng rất là họng màu cam đỏ rất là đẹp luôn. Sau bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái rễ vẩy rồng được chọn lựa kỹ và đẹp như thế này, với giá em bán là 110.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây ạ, là em có cái dòng mà dáng hương đuôi sóc nhé. Một cái lô đuôi sóc này em bán với giá là 40.000 thôi, có khá là nhiều cây. Và một cái lô hồng kiếm hồng tương tư ạ, cái lô kiếm hồng tương tư này còn khá là nhiều về cô chú anh chị làm được một giò đẹp này. Với giá em bán cả lô này là 50.000 cho lô kiếm hồng tương tư này. Và một cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ, về cô chú anh chị làm được một giò đẹp luôn nhé. Gà tròn vùng Cao Bằng cắt tỉa khá là kỹ rồi, cái chỗ này về cô chú anh chị làm được một giò rực rỡ. Giá em bán là 60.000 cho cái lô gà tròn này. Bên này đây sẽ là dòng lan hải helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Cái dòng lan hải helen cả lô này em bán với giá là 80.000 ạ. Dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền luôn nhé. Phi điệp vàng hiện tại đang lên mầm ạ. Phi điệp vàng em bán với giá là 100.000 cho 1 kg. Cái dòng phi điệp vàng này, thời điểm bây giờ nó vừa qua mùa hoa xong nên là cũng là cái thời điểm mà cây đang cái độ phát triển mới nhá.
đang lên mầm mới nên là cái tầm ghép đẹp ạ. Và sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em, hôm nay em cập bến một cái lô càng cua chi chít là nụ, những cây càng cua vô cùng là xinh đẹp luôn, có ba màu sắc rất là rực rỡ cô chú anh chị nhá. Cái hàng này thì hoa của nó không pha trộn, em có những cái chậu càng cua màu đây cũng có những cái chậu pha trộn màu đỏ và màu màu đỏ tươi và màu màu đỏ hơi phớt tím đấy ạ. Và những cái chậu càng cua màu trắng này cô chú anh chị này, những cây càng cua màu trắng rất là đẹp luôn. Một chậu như thế này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây là những cái chậu càng cua cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu thời điểm bây giờ là nó đang có những cây đang cho hoa và cũng còn đang rất là nhiều nụ, nên về cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài luôn này. Và một chậu càng cua vô cùng là xinh đẹp như thế này, em bán với giá chỉ có 60.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị thích lấy màu nào cứ bảo em đây ạ, màu màu đỏ tươi này và màu đỏ phớt tím này cô chú anh chị này, rực rỡ luôn ạ. Và màu trắng, và màu trắng đó, cô chú anh chị thích yêu thích màu nào thì cứ báo em. 60.000 cho một cái chậu càng cua vô cùng xinh đẹp này nhá. Săn mãi thì hôm nay em mới được một cái lô càng cua quá là ưng ý như thế này. Và sang bên này đây ạ, dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng hay còn gọi là vũ nữ ngàn sao. Một cái chậu vũ nữ ngàn sao như thế này ạ, chi chít là nụ luôn và rơi vào 3-4 cần hoa trở lên nhá. Và chi chít là nụ, cái dòng này hoa vừa thơm mà cực kỳ là bền hoa. Và một chậu như thế này thì em chỉ bán có 120.000 thôi. 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và ở đây những cây vũ nữ ngàn sao này thậm chí hiện tại có những nơi người ta đang xỉ với giá có thể lên đến cả 160.000 luôn. Đó. Giá 120.000 sẽ là một cái chậu vũ nữ mà cô chú anh chị có thể sở hữu một cái chậu vũ nữ ngàn sao chi chít nụ tuyệt vời như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái cốc đen rô nắng nhá. Với cái sắc hoa tím hồng xinh đẹp như thế này ạ. Tím hồng xinh đẹp và một cái chậu đen rô nắng như vậy ạ. Thì em chỉ bán với giá có 22.000 thôi. Và những cây đen đô nắng này thì nó sẽ nở hoa quanh năm, khá là nhiều giả hành, nói chung là một cái cây giống xinh. Về cô chú anh chị vừa trồng vừa thưởng thức hoa mà cây sẽ vừa đồng thời lên mầm cũng như là sẽ lớn dần theo thời gian cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga. Ở chỗ em thì hiện tại chỉ có một bông đang nở thôi mà cả cái không gian thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Cái mùi hương thơm vô cùng là quyến rũ. Thơm, rất là thơm. Cực kỳ là thơm luôn ấy cô chú anh chị. Cái mùi hương thơm dịu nhẹ mát mẻ rất là thích luôn. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Và những cái cây thiên nga này hiện tại là em đang có những cái cây thiên nga với những giả hành rất là bự luôn này cô chú anh chị này. Và những cái cây này là hiện tại là nó chưa nở hoa cô chú anh chị nhá. Giả hành căng mướt luôn. Về cô chú anh chị có thể có cơ hội chơi hoa một cách trọn vẹn nhất này. Và một cái cây thiên nga như vậy em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 130.000 cho một cái cây thiên nga này ạ. Và ở đây thì em có ba màu sắc, đó là màu màu đỏ đốm này, màu đỏ nâu và màu xanh cốm nhé cô chú anh chị nhé. Đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm. Cái mùi hương của thiên nga vô cùng là tuyệt diệu luôn cô chú anh chị ạ. Và bên này đây thì em cũng có những cây thiên nga nó nhỏ hơn nhé cô chú anh chị nhé. Những cây thiên nga nhỏ hơn cây bên kia một chút. Dạ. Nhà những giả hành này cũng đều có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa đẹp để thưởng thức. Và một cái cây giống xinh luôn ạ. Em bán một cây thiên nga nhỏ hơn như thế này với giá là 50.000 nhé. Đó, 50.000 thôi cô chú anh chị. Về trồng đến sang năm là củ nó sẽ to như cái củ 130.000 kia luôn đấy ạ. Và cái thời điểm bây giờ là cây đã căng hết cỡ, tầm cỡ rồi. Và chuẩn cũng là chuẩn bị lên mầm cũng như là chuẩn bị cho hoa. Có 50.000 cho một cây thôi. Và ở đây thì em có ba cái loại màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn. Đó là thiên nga xanh, màu xanh cốm, màu đỏ đốm và màu đỏ nâu nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em có hai lô sơn thủy tiên này. Mỗi một lô như vậy đủ cô chú anh chị làm một giò cực kỳ là xinh luôn. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 em bán 60.000 ạ. Và lô số 2 cũng là 60.000 tùy cô chú anh chị lựa chọn này. Hai lô kiều vuông cánh trắng. Hai lô này thì nói chung là có phần hơi rụng lá nhưng cô chú anh chị biết rồi ạ. Riêng dòng kiều vuông cánh trắng này rụng lá như thế này nó vẫn cho hoa bình thường nhá. Đó. Và mỗi một lô kiều vuông cánh trắng rất là nhiều luôn ạ. Em bán với giá chỉ có lô này em bán 60.000, lô số 2 bán 50.000, lô số 1 bán 60.000, rất nhiều.
lô số 2 bán 50.000 cô chú anh chị nhá. Và bên này đây ạ là những cái cây đai châu Thái nhá. Thời điểm bây giờ những cây đai châu Thái này là đã có nụ hết rồi này. Mỗi một cây như thế này sẽ rơi vào là 4 cặp lá nhá. Và tất cả những cây này thì đều đang có nụ rồi ạ. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa xinh đẹp và thơm thơm ngát ngát ở Tết tới này. Một cây đang nụ với 4 cặp lá. Và cái dòng châu Thái thì cô chú anh chị biết rồi là nó sẽ đủ màu sắc nhé, chứ không phải là như hàng châu rừng là chỉ có trắng tím. Còn ở đây sẽ là rất là nhiều những cái màu sắc. Ngay từ cái thân của nó cô chú anh chị đã có thể thấy là những cái thân của nó có những cái sắc màu khác nhau rồi đúng không ạ? Và một cái chậu đai châu Thái hàng thuần, đây là những cái hàng chậu đã trồng thuần tại Việt Nam mình, trồng bằng chậu đất nung hoặc là chậu nhựa nhé, với giá thể là than củi ạ. Em bán với giá chỉ có 120.000 cho một cái chậu đai châu rất là xinh đẹp đang có nụ như thế này. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên tưới nước và thưởng thức chờ hoa đẹp thôi ạ. Và bên này đây ạ là những cái bụi giả hạc châu như lưỡi bệt cực kỳ là xum xuê luôn, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Hàng này thì rơi vào 5-6 thân trong cái chậu giả hạc châu như này cô chú anh chị nhé. Và hàng sẽ bao chuẩn cái mặt bông lưỡi bệt rất là tuyệt vời như thế này. Đây ạ. Mặt bông sẽ là lưỡi bệt rất là tuyệt vời như thế này. Với cái một chậu là một bụi rất là đẹp như thế này thì với giá chỉ có 140.000 thôi. À. Và bên này đây ạ là cái dòng lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá. Cái dòng lan mà chinh phục bất cứ một ai chơi lan khó tính nào. Với dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng hàng hoa Tết, thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là có những cây hiện tại là đã xuống hết lá rồi cô chú anh chị này, và thậm chí là đã có cây là bắt đầu là sưng nứt những cái mắt nụ rồi đấy ạ. Đã bắt đầu là nứt những mắt nụ rồi cô chú anh chị nhá. Đây này cô chú anh chị này. Đó. Đã bắt đầu là nứt vỏ lụa này. Nên là cái hàng này đấy ạ. Hàng xuống hết lá như vậy và hiện tại là đã bắt đầu là nứt những vỏ lụa để chuẩn bị chồi nụ rồi. Là về cô chú anh chỗ cô chú anh chị ấm áp là chắc chắn là cây sẽ chồi nụ rất là tuyệt vời luôn rồi đây cô chú anh chị nhá. Đây này. Một chậu là rơi vào từ 6 thân trở lên, 5-6 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Nếu như những thân mập nù to hơn thì nó sẽ 5 thân và đa số là từ 6 thân. Nếu những thân nhỏ hơn một chút xíu sẽ là 5-6 thân. Thì em bán với giá chỉ có 100, một chậu là chỉ có giá là 180.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. 180.000 cho một giò thôi ạ. Và bên này đây ạ là cái dòng giả hạc Di Linh Xuân, cũng là cái dòng lan phi điệp tím nở hoa thời điểm Tết ạ. Hiện tại thì những cái mắt nụ của nó đã bắt đầu hình thành hết rồi cô chú anh chị này. Và một chậu sẽ là một thân dài khoảng tầm 40 cm. Nếu như là chậu hai thân thì nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá chỉ có 50.000 cho một cái giò giả hạc Di Linh Xuân. Bằng một bát phở cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò lan đẹp để thưởng thức hoa. Một cái cây giống xinh đẹp cho sân vườn của nhà mình ạ. Có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây ạ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc này. Chậu rơi vào ít nhất là 3 thân. Đấy, rơi vào 3 thân ngắn dài cô chú anh chị nhé. Em bán chỉ có 70.000 cho một chậu ạ. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với thân thắt đốt sáng bóng tuyệt vời luôn. Hàng đang thuần này cô chú anh chị này. Cái dòng lan mà đẹp từ thân lá luôn ạ. Giá em bán là 160.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Sang bên này đây ạ là những cái chậu lan kiếm tiên vũ, kiếm phan trí hàng gieo hạt nhé. Một cái chậu lan kiếm phan trí hàng gieo hạt này thì em bán với giá một chậu rất là nhiều thân luôn ạ. Em bán với giá là 110.000 cho một giò kiếm phan trí hàng gieo hạt này. Sang bên này đây sẽ là dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi này. Cô chú anh chị có thể nhìn những thân trầm cổ này thì nó không lạc đi đâu được luôn cô chú anh chị nhé. Thân thì nó sẽ càng già thì nó sẽ dần dần chuyển sang màu xoắn đỏ đậm hơn cô chú anh chị ạ. Cái dòng này thì hoa đỏ đậm và vô cùng là thơm. Với dòng hoa sai một cách rất là tự nhiên ạ. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 180.000 trong cái chậu trầm cổ này thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân cô chú anh chị này. Dòng đen rô xuân hàng của Việt Nam mình. Một cái giò như thế này đủ cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời nhá. Cây hiện tại đã đứng ngọn và thậm chí là có những cây đã bắt đầu lên mầm gốc mới rồi. Em bán một cái giò đen đô xuân như vậy ạ. Với giá em bán là 180.000 cho một giò. Rơi vào 6 thân hoa trở lên luôn đấy cô chú anh chị. 6 thân hoa trở lên mà cô chú anh chị biết rồi. Dòng đen đô thì hoa cực kỳ là sai bông luôn. Chậu nào cũng như chậu nào vô cùng đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan gọi là ưng ý nhất này. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé.
Trước tiên sẽ là hình quế lan hương. Quế lan hương thì em có bán hàng cân ở đây nhá, 280.000 trong 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình muốn lấy những cái cây xếp đẹp thì có thể chọn hàng theo hình này giúp em này. Hình này em gọi là cái này em gọi là hình số 1 này. Đó, hình số 1 cô chú anh chị nhá. Hình này là có 3 ngọn quế vô cùng là đẹp luôn. Ba ngọn quế này cô chú anh chị mà một nó thực ra là nó là hai ngọn nhưng mà một ngọn kia là có một một cái ngọn này này nó có hai ngọn mọc nhá. Nên bên này một ngọn nữa nên là em tính là ba ngọn nhá. Ba ngọn này mà lên giò thì đúng như hoàng hậu lên ngôi, vào chậu là đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Và hình này em xin phép được bán với giá là 240.000 cho cái hình quế số 1 ạ. Và hình quế số 2. Hình quế số 2, hình à thôi, hình quế số 3 nhá cô chú anh chị nhá. Hình quế số 3. Hình này với hai thân này cô chú anh chị này. Đó, hình này em bán với giá là 180.000 cho hình số 3 ạ. Và sang bên này sẽ là hình số 4 này. Hình số 4, hình này là cũng có 3 ngọn quế ạ. Và 3 ngọn quế này xin phép được bán với giá 210.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số hình tiếp theo đây sẽ là cái hình số 6 này. Hình số 6 này là có 3 ngọn nhá. Hình số 6 này thì em xin phép được bán với giá là 280.000 cho hình số 6. Và hình số 7 ạ. Hình số 7 sẽ là 7 hình 5 ngọn cáo xếp. Vô cùng là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. 5 ngọn cáo xếp ở cái lô này quá là đẹp luôn ạ. Đây ạ. 5 ngọn cả quế xếp cực kỳ là đẹp. 5 ngọn cáo xếp này em xin phép được bán với giá là 200.000 ạ. Cho hình số 7 nhá. Hình tiếp theo hình số 8, cái hình này là có tất cả là bao nhiêu ngọn đây? 2 này, 3 4 này, 5 6 7 ngọn quế luôn nhá. 2 3 4 5 7 ngọn quế cô chú anh chị ạ. Cái lô này là có 7 ngọn quế xếp cực kỳ là xinh, em bán hình này với giá là 230.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này là 3 ngọn quế quá là xuất sắc luôn này. 3 ngọn quế xếp cực đẹp. Hình này em cũng bán 220.000 cho cái hình số 9 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 cô chú anh chị nhìn cho em, chỗ này nó có hai dề ạ. Hai dề quế lan hương đẹp xếp. Đây là dề này, dề số 1 này. Bản lá ngắn xếp rụt cực đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó. Vừa rồi cô chú anh chị có thể thấy là những cái cần hoa của nó này, dài tít luôn cô chú anh chị. Ba cái cần hoa, bốn cần hoa năm vừa rồi vừa nở xong ấy cô chú anh chị nhìn này. Những cần hoa rất là dài đúng không ạ? Mới thêm cả cái chỗ này nữa. Cái hình quế này thì riêng cái dề này thôi thì cũng rất là giá trị rồi. Em bán với giá cái hình này là 250.000 cho hình số 10. Hình số 11 ạ, là hai ngọn quế mẹ con. Ngọn quế bên này là một mẹ ba con này cô chú anh chị này. Đó, một mẹ ba con xếp rụt nhá cô chú anh chị nhá. Thêm một cái ngọn này nữa, một cái ngọn lớn này nữa. Về cô chú anh chị làm một giò thì siêu đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 cho cái hình quế này nhá. 220.000 cho hình quế số 11 ạ. Hình số 12, hình số 12 này cũng là 5 ngọn quế này. 5 ngọn quế VIP đẹp luôn, xếp rụt xinh đẹp lắm luôn ạ. Hình 5 ngọn quế này em bán với giá cũng 220.000. Và hình quế tiếp theo sẽ là hình quế số 13. Hình quế số 13 này là có 6 ngọn quế. 6 ngọn quế hình số 13. Em bán hình này với giá là đây, 6 ngọn quế đẹp nhé. 6 ngọn quế này em bán với giá 200.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình số 14 này cũng là 8 ngọn nhé. Số 14 này 8 ngọn em bán với giá là 180.000. Sau bên này đây thì em có những cây đai châu Thái. Thì đai châu Thái em có hàng chậu bên kia cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu đai châu Thái đang có nụ và từ rơi vào 4 cặp lá. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể lấy những cái chậu này. Hình số 15. Hai cây đai châu Thái về tự ghép 170.000 ạ. Cô chú anh chị làm một chậu cực đẹp luôn này, 170.000. Nếu như cô chú anh chị tự ghép. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16. 150.000 cho cái hình quế ba ngọn này. À hình châu Thái ba ngọn này. Hình số 17 ạ. 4 cây châu Thái hình số 17. Hình này em xin phép được bán với giá là 190.000. Tiếp theo sẽ là hình số 18, 120.000. 120.000 cho cái hình này, 4 cây, trong đó có 2 cây đẹp và có 2 cây bị lỗi lá một chút. Và sang hình tiếp theo là hình số 19 là 2 cây châu quá là đẹp luôn, bản lá tròn vo cực đẹp. Giá em bán là 170.000. Sang bên này sẽ là hình số 21 ạ. Một chậu dáng hương đuôi cáo, bản lá to xếp rất là đẹp.
Năm ngoái có một cái cây, có một cái cần hoa rất là dài luôn đây cô chú anh chị. Cái giò cáo này em xin phép được bán 220.000 ạ. Sang hình tiếp theo ạ, là hình 22. Đây là hai cái khúc cáo nguyên bản cô chú anh chị này. Cả hai khúc cáo này là vừa rồi đều cho đã cho hoa nhé. Là bây giờ về cô chú anh chị chỉ việc treo lên là sau Tết là cây sẽ bắt đầu là nhú nụ luôn rồi ạ. Cây rất là khỏe đẹp luôn. Giò cáo nguyên bản, hai giò cáo nguyên bản mỗi giò là một cây, em bán 120.000 thôi ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 23. Đây là một cái giò cáo nguyên bản, ba đầu ngọn. Giá em bán là 150.000. Và sang bên này đây sẽ là thiên cung lữ bố của chú anh chị nhé. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Một cái dòng lan phải nói là vô cùng là đẹp. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em, đây là cái mặt bông của hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Mặt bông tím hồng sáng đậm đà vô cùng là đẹp nhé. Cây sai hoa một cách tự nhiên như thế này. Và cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em, đây là một giò hạc vĩ thiên cung mà trước đây em treo bờ rào. Đấy, cây cũng nở hoa rất là sáng và rất là đẹp, chuột mặt bông như thế này cô chú anh chị nhé. Cây này em treo để bờ rào bởi vì là nó ít thân quá. Ít thân quá nên là em không bán mà treo bờ rào, thì cô chú anh chị thấy là khi mà sổ hoa rất là đẹp như thế này. Thì ở những cái chậu hạc vĩ thiên cung của ngày hôm nay thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Hình số 24 ạ. Cái chậu hạc vĩ thiên cung này em bán với giá là 160.000 cho chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố này nhá. Tiếp theo sẽ là hình 25, em bán với giá là 170.000 cho giò hạc vĩ thiên cung lữ bố, rất là nhiều thân này cô chú anh chị này. Rất là nhiều thân và đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 26 ạ. Hình số 26 em bán với giá là 150.000. Và hình 27, cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này, em bán với giá là 160.000, thân đen chùi chũi cực đẹp luôn. Hình tiếp theo 28 ạ. Hình 28 thiên cung nữ bố 28 em bán với giá cũng là 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 29 này. 29 cái giò này em bán với giá là 160.000 cho hình 29 nhé, thân dài đều ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 30, cái chậu hạc vĩ thiên cung nữ bố hình 30 này, em bán với giá là 150.000. Và hình số 31 cũng sẽ là 150.000. Bên này đây sẽ là giả hoa hồng đỏ. Cái dòng giả hoa hồng đỏ này thì hoa của nó so với hạc vĩ thiên cung lữ bố là nó sẽ thiên về cái sắc, là thiên cung lữ bố là sắc hồng đậm, còn đây sẽ là hướng về sắc đỏ cô chính chị nhá. Đây sẽ là hướng đỏ, sắc hoa đỏ tươi ạ. Và sắc đỏ này là không phải đỏ như kiểu phi điệp mà nó sẽ là đỏ đỏ tươi nhá cô chính chị nhá. Và cái giả hoa hồng đỏ này, chậu này rất là nhiều thân luôn đó, em bán cái chậu này với giá là 150.000. Và chậu tiếp theo là chậu 33 em cũng bán với giá là 150.000. Một cây giống tuyệt vời luôn. Sau bên này đây sẽ là giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Cũng là cái dòng lan nở hoa vào thời điểm Tết đúng không ạ? Cây bây giờ là thân căng mướt rồi. Cũng đang chuẩn bị là sưng mắt nụ hết nhá cô chú anh chị nhá. Cây cũng đã bắt đầu xuống lá hết rồi cô chú anh chị này. Gần như là chuẩn bị xuống lá hết rồi ạ. Và cái dòng giả hạc Pháp này, hình này em gọi là cái hình 34 ạ. Giả hạc Pháp 34 cô chú anh chị nhá. Với những cái thân rất là nhiều thân như thế này, khi mà cô chú nó nở hoa thì cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa rất là tuyệt vời đấy ạ. Hình 34 em bán với giá là 170.000 cho giò hạc Pháp này. Hình 35 cũng là 170 nhá. 36 ạ. Hình 36 cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Cái dòng này nó sẽ rất là sai hoa. 36 em bán với giá là 160.000. Và hình số 37. 37 150.000 cho giò hạc Pháp này. Hình số 38. 38 cô chú anh chị nhá. 38 em xin phép được bán 170.000. Những cái giò giả hạc Pháp này với giá hơn có 100.000 thôi, nhưng mà khi nào mà nó nở hoa cô chú anh chị sẽ thấy là cái độ vô cùng là rực rỡ của nó. Thực sự rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo sẽ là hình số 39 này. Cái chậu này em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 40. Hình 40 này, cái chậu này khá là nhiều thân, em bán với giá 180.000. Và hình 41 ạ. 41 là một giò hoàng thảo vôi. Hiện tại là những cái mắt nụ đã nổi chi chít rồi đây. Em bán cái giò này với giá 150.000. Bên này đây sẽ là điệp tím vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng, một thời cô chú anh chị nào chơi lan vài năm trước thì biết rồi, mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng vô cùng là được săn đón với những bông hoa cánh sáp bóng môi tuyết rất là tuyệt vời ạ. Thân nụ đẹp cô chú anh chị nhá. Cái dòng điệp tím vùng Cao Bằng hình 42, cái chậu này em bán là 120.000 thôi cho ba thân này. Hình 43. 43 ạ. Cái chậu này là 4 thân luôn nhé cô chú anh chị nhé. 4 thân điệp tím vùng Cao Bằng. Nù rất là nù luôn. Cái giò này em bán với giá có bao nhiêu ạ? 100.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo hình 44 cũng là một cái chậu 2 thân nù này cô chú anh chị này. Cực kỳ là đẹp luôn.
Hai thân này em cũng chỉ bán với giá có 100 nghìn thôi ạ. Và hình tiếp theo là hình 45. Hình 45 hai thân dài nuột luôn. Với thêm 3 ki 3 3 3 thân ngắn hơn này. Hai thân dài mập rất là đẹp nhá. Hiện tại cây đã bắt đầu xuống lá rồi ạ. Cái dòng này thì chậu này thì về cô chú anh chị được thưởng thức một giỏ lan đẹp luôn, 150 nghìn thôi ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 46, sẽ là một cái chậu lan kiếm. À, đây sẽ là một trong những cây lan kiếm gọi là đẹp nhất trong cái dòng kiếm và trắng hạ long của chú anh chị nhé. Chậu kiếm trắng hạ long này em bán với giá chỉ 180 nghìn thôi, hàng bao chuẩn mặt bông nhé, Taiwan 4. Cái dòng lan kiếm đẹp nhất trong dòng kiếm Thái, cần hoa rất là dài, cần hoa vàng dài và cực đẹp luôn, cái dòng Taiwan 4. Cái chậu Taiwan 4 này em xin phép được bán với giá là 330 nghìn. Tiếp theo ạ, là cái chậu trắng Thái Nguyên ạ. Kiếm trắng Thái Nguyên, cái chậu này thân thủ đẹp này, em bán 180.000. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 49 là vàng Tây Ninh nhé, cô chú anh chị nhé. Một cái chậu vàng Tây Ninh nhiều thân đẹp như vậy, em bán là 700.000. Và sang bên này sẽ là hình số 51 này. Hình số 51 là chậu vị hoàng, một cái chậu vị hoàng cực kỳ là sum suê nhiều thân luôn ạ. Chậu vị hoàng này em bán với giá là 900.000. Và bên này sẽ là chậu bình an kiếm 52, bình an kiếm ạ. Cái chậu bình an kiếm này em bán với giá là 300.000 cô chú anh chị nhá, 300.000 ạ. Và bên này đây thì em có những đặc sản vùng miền Cao Bằng để giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Măng mầm nhá cô chú anh chị nhá, măng mầm 200.000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là chè ô long của vùng Yên Bình Cao Bằng ạ, với túi nửa kg, em bán với giá là 170.000 nhá. Và bên này sẽ là nấm hương rừng ạ. Một cái túi nấm hương rừng được rất là nhiều luôn đấy ạ. Em bán một túi nấm hương rừng như vậy với giá là 100. Một túi nấm hương rừng này em bán với giá là 140.000 thôi ạ. Và chuối hột khô với giá là 100.000, đệm mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu là 150 nhé. Và bên này là tầm gửi cây chanh em bán là 220. Và hoàng tinh em bán 200. Nói chung là đây là những cái đồ ngâm rượu, thì nếu như cô chú anh chị có ý định là ngâm rượu thì đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ngâm rượu. Bởi vì hơn 2 tháng nữa thôi là đến Tết rồi, thì cô chú anh chị ngâm thì bây giờ thì đến Tết là mình có một cái giò rượu, chung rượu rất là ngon để đãi khách rồi. Ở bên này đây sẽ là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn, 1, 2, 3, vỏ thông vụn vào size 1, 2 và size 3, 4 nhé. Đồng giá là 20.000 trong kg. Dớn vụn với giá là 40.000 trong kg. Rêu rừng là 50.000 trong kg. Và Atonic là 10.000 trong gói. Duy xanh là 50.000 ạ. Dưỡng chất AB với giá 80.000. Và Hùng Nguyễn với giá là 85.000 trong một lọ này. Hùng Nguyễn với giá là 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. Và xúc thai hormone tăng trưởng ạ, với giá là 50.000 cho một lọ này. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. Và Super Thai, đây là cái thuốc đặc trị côn trùng này, với giá em bán là 90.000 cho một lọ. Bên này đây sẽ là 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ. Phát tan đặc trị thối nhũn 35-40.000 cho một lọ nhé. Bên này thì em có Kim Kim Bun, cũng là cái dòng đặc trị thối nhũn này, em bán là 25.000 cho một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm, một túi này là 100g với giá em bán là 15.000. Một túi 1 kg với giá là 50.000. Và một hộp 1 kg với giá là 130.000. Và phân bón dạng túi lọc ạ. Phân bón dạng túi lọc này cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển. Phân bón dạng túi lọc một hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong, em bán với giá là 35.000 cho một hộp. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m, có dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng luôn. Và cái túi, cái gói này em bán, cái cuộn dây buộc lan này em bán là 35.000. Và bên này sẽ là cái phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp đã khẳng định thương hiệu, với giá em bán là 35.000 cho một túi phân bón chuồn quế nguyên chất này. Bên này đây sẽ là cái dòng phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương. Sản phẩm đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho chú chị nhé. Ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đậu tương, nên là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu nhất cho cây. Và đồng thời cái này thì cực kỳ là lành tính, cô chú anh chị thoải mái bón cũng như là trộn với cả giá thể mà không sợ bị trột rễ, bị đen đầu rễ cô chú anh chị nhé.
cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển một cách tối ưu tuyệt vời mà lại hạn chế nấm bệnh một cách tối đa. Thì em nghĩ rằng là đây là một cái cây mà một cái sản phẩm phân bón mà vô cùng là hoàn hảo, với lựa chọn tuyệt vời để báo bón cho cây ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 30-40 nghìn. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn. Giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Mà nó lại cái mùi hương, đặc biệt mùi hương của nó tạo cái cảm giác vô cùng là dễ chịu luôn. Đấy, thư giãn vô cùng dễ chịu luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.